Rồi chào mừng bà con và các bạn đã đến với kênh Mai Dảo Bình Lợi. Thì hôm nay em có quay cái vườn mai này có là 4.000 cây. Thì như cái này á, là nó sẽ có 10 clip. Một clip của nó dài thẳng lên nó là có là 340 cây trong clip. Đây những cái hàng này thì toàn xương nè. Rất là ok, rất đẹp luôn nha các cô chú anh chị. Đó. Này đang ra cây 2 đã tính cây hết. Rất là ok, xương tàn thì khỏi chơi luôn. Những cái lô này á thì vành á dao động á là từ 18 cho tới 30. Nhưng cái hàng mà mình dàn như mình solo á là 18 cho tới 30. 18 ít lắm nha mấy anh chị. Em mai này cũng đã 5 năm tuổi rồi. Nên là cái số lượng 18 ít lắm. Đây thì cây như hàng như này đó, thì em quay cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nè. Rất là đẹp luôn không? Cây thì rút nhánh xương tàn ra rất là lực. Thì cái lô này thì bán theo cái hình thức là rút lựa hoặc là solo theo clip. Nếu mà mình rút lựa trong là một clip như này có 330 cây á, cho cô chú anh chị mình lựa là 150 cây trong cái clip dài luôn. Thì giá là 150 cây á là giá là trên dưới 1 triệu một cây. Thì mình tùy theo clip thôi. Đây tự nhiên những cái hàng cây thì các cô chú anh chị mình dòm thấy cũng đã biết cây nó lớn thế nào rồi nha mấy anh chị. Đó là mai này xương tàn thì rất là lực. Còn cô chú anh chị nào mà mình muốn mua mà đứt clip luôn á thì một clip như những cái clip lớn như này đi, những cái clip hà mai lớn này nè đó, một clip nó có 330 cây thì một clip là 200 triệu làm bao bứng ra tới xe cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, xương tàn thì anh chị thôi, xương tàn cốt cành thì khỏi chê. Hoành 24 cho tới 30 thì nó khá là nhiều. Đó. Chứ nói chung á là những cái cỡ như này là em không có tính trong đó rồi nha các cô chú anh chị. Đây chỉ tính những hàng như này thôi. Đó, chứ nhỏ nhỏ như này là không có tính nè. Đó, nhỏ nhỏ đây là không có tính. Chỉ tính những cái hàng lớn theo này thôi. Cô chú anh chị mình dòm thấy cũng đã biết rồi. Thì cây rất là xanh tốt luôn. Không tàn á, tán ngang á, hiện tại dao động á là từ 1m cho tới 1,5m. Chiều cao thì từ 1,5m cho tới 2m luôn. Đó, xương tàn thì rất là ok. Thì em sẽ đi qua bên hướng bên đây, đi vô trong đây cho các cô chú anh chị mình xem. Đó. Đang rút nhánh đồ ra rồi, tại vì do nó cũng đặc quá, nhánh đồ nó đặc quá mà mình rút ra thì cho cây nó mau lớn, mau mặt nhánh một cây. Đó, xương tàn mấy anh chị thấy. Đó, giờ để già cây lá này già cái nữa, bắt đầu bo lại một lần nữa là cái cây kín mít luôn, nó cốt cành xương tàn mà mấy anh chị thấy không? Xương cốt cành thì rất là lực luôn. Đây những hàng này thì nói chung là mai cũng già tuổi nên là nó cốt cành rất là lực, nó xương tàn. Thì cô chú anh chị mình ai mà thấy ưng ý thì cứ liên hệ. Lô này em bán là cái này là bán sỉ nha mấy anh chị, không bán lẻ. Lô này là chưa có bán lẻ nha các cô chú anh chị. Đó, mình cứ xem được thì mình tới tận vườn mình chốt cây. Đó, cây thì rất là to, rất lớn luôn. Đây dài dưới dòm rất là đều nha các cô chú anh chị. Đó, nhưng những cái hàng nhỏ nhỏ như này thì mình không tính, tính đỡ cái cỡ này. Rồi cô chú anh chị mình ai mà quan tâm cái lô đó thì cứ liên hệ. Còn cái bên đây thì nó nhỏ hơn, trồng cũng một lượt nhưng mà hướng bên đây thì nó hoành gốc nó nhỏ hơn bên đó. Đây thì bên đây á, là solo giá 500.000 một cây.
bảo ứng ra tới xe cho các chú anh chị mình luôn. Đó, khoảng cũng là dao động đó, từ 18 cho tới 26, 27. Đây á, vậy nha. Tương toàn, da kính mít, tự đảng luôn nha các cô chú anh chị. Tàn chi rất là bự, đúng đây cũng rất là ok, rất đẹp luôn. Đem quay qua bên đây, đó, xương tàn lùng lực, đó, phôm tàn thì rất là đẹp luôn, cốt cành thì rất là lực. Đây cũng đã rút nhánh sơ sơ và xấu rồi nha các cô chú anh chị. Đây, đó, bên đó. Đó, em sẽ đi qua mấy cái dòng bên chống bên kia để quay cho bà con và các cô chú anh chị mình xem, nếu mà được ok thì mình chốt cây thôi. Xương tàn rất là lực cây, cốt cành xương tàn thì mình khỏi chơi được rồi, cốt cành rất là bự. Đó, với ở bên đó anh chị thấy không, lầu bên đây thì cũng khá là bự nè, xương tàn cốt tàn thì rất là bự nè. Cô chú anh chị mình ai mà thấy hợp thì cứ liên hệ mình tới vườn mình xem cây. Địa chỉ là ở ấp 6 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cũng mong các cô chú anh chị mình xem kênh, ủng hộ kênh để đây, cũng thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị lần video tiếp theo.